Trong kinh có nói đến các vị chư thiên kể rằng quả sanh thiên của mình do đã làm phước như thế nào khi còn là chúng sinh ở cõi người xin sư giảng về khả năng nhớ được kiếp quá khứ và khả năng biết được nhân quả của các chúng sinh ở những cõi giới khác nhau. thưa quý vị chúng để mà biết được cái kiếp quá khứ mà chúng ta phải có thần thông ừ, phải có thần thông thì mới biết được kiếp quá khứ thì cái thần thông ở đây đó nó có hai loại thần thông một là thần thông do định sanh nha tức là một người tu tập có định thì vì đó có thần thông À, và cái thứ hai á, là thần thông do nghiệp sanh ở đây một um, những vị trời đó thì các vị này có cái thần thông do nghiệp sanh tức là vị này có thể đi mây về gió ha à, rồi um, biết được cái kiếp quá khứ nhưng mà cái thần thông do nghiệp sanh à, nó rất là hạn chế thường á thường thì theo như trong kinh thì sư thấy là thường thông thường một vị trời đó vị này chỉ biết được một kiếp quá khứ là hết cái kiểu thần thông do nghiệp sanh à, thì vị này chỉ biết được một kiếp quá khứ là hết à, thường là như vậy rất là ít rất là ít vị mà biết được nhiều hơn à, rồi có vị đó mà phải nhờ nhờ đức thế tôn mới biết được uh, hai kiếp quá khứ ba kiếp quá khứ bốn kiếp quá khứ năm kiếp quá khứ đấy rất là nhờ thế tôn nói đó, vị này mới nhớ được mới biết được uh, chứ còn uh, bản thân vị đó có khi vị đó cũng không nhớ ừ. rồi cái thần thông do nghiệp sanh của vị này đó thì nó lại có thêm một vấn đề nữa đó là thông thường thì nó không có lâu nó không lâu thì hình như cũng không chính xác mà vị này um, thường là lựa chọn không có nhớ tới à, cái kiểu giống như là mình vừa mới tỉnh dậy khỏi một cái giấc mơ đó có mấy ai mà chịu để ý mà nhớ lại cái giấc mơ đó đâu à, hơn nữa tuổi thọ của chư thiên thì rất là lâu dài cho nên là nếu như mà ở trong chú giải đó trong chú giải có đề cập tới là nếu như mà vừa mới tái sanh mà vị này có cái suy nghĩ là do đâu mà mình sanh lên trên đây thì vị này có khả năng là nhớ được kiếp quá khứ còn nếu như vị này mà vừa mới sanh về cõi trời đó rồi ham chơi là từ từ vị này cũng quên lãng luôn không có nhớ tới nữa hơn nữa còn một việc nữa là như thế này chúng sanh ở cõi trời đó thì ít phiền não hơn cõi người ừ. thành ra đó cái thấy của cõi trời đó nó rõ hơn ở cõi người còn cõi người của mình đó, do nó quá phiền não cho nên chỉ riêng cái việc mà nhớ kiếp trước không thôi đó, đối với mình cũng rất là khó khăn ừ.